Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ban chỉ đạo Trung ương làm việc về triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018. Kỷ niệm 29 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam với những dấu ấn của người lính vượt khó cùng nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhập khẩu nhiều giống hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Xuất khẩu nông sản hướng đến an toàn bền vững. Thỏa thuận Brexit sơ bộ tiếp tục đối mặt thách thức. Những buổi sáng ấm áp tình người. Chiều nay, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Lâm Đồng để nghe báo cáo những kết quả trong việc triển khai cuộc vận động năm 2018. Về phía tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia của ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các thành viên trong ban chỉ đạo cuộc vận động. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã nghe đại diện Ban vận động của tỉnh báo cáo khái quát những kết quả mà Lâm Đồng đã triển khai thực hiện trong năm 2018. Cuộc vận động này đã qua 9 năm triển khai, được tỉnh Lâm Đồng tiến hành thường xuyên với mục tiêu xây dựng và bảo vệ thương hiệu hàng Việt, đưa tới người tiêu dùng những sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng. Song song với việc xây dựng thương hiệu, phân phối hàng hóa tới tay người tiêu dùng là hoạt động đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn với người tiêu dùng. Trong năm 2018, Lâm Đồng tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn tại 12 huyện, thành phố với 22 đợt, mỗi đợt thu hút 20 đến 40 doanh nghiệp và hàng chục ngàn người tham gia, mua sắm, doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Lâm Đồng còn tập trung nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm của tỉnh, nhất là các sản phẩm đặc trưng chủ lực như rau hoa. Đến nay, Lâm Đồng xây dựng được 24 thương hiệu, trong đó 21 nhãn hiệu đã được cấp chứng nhận độc quyền và đang tập trung truyền bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lạnh. Thông qua cuộc thi bình chọn sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 27 sản phẩm. Từ các hoạt động hỗ trợ cũng như xúc tiến thương mại, thương hiệu của sản phẩm Đà Lạt Lâm Đồng được phổ biến rộng rãi, xuất hiện trong hệ thống phân phối hiện đại trên toàn quốc, đồng thời tham gia xuất khẩu. Nổi bật có các mặt hàng rau hoa, dệt may, cà phê nhân, chè, v.v. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác để cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, lâu dài, động viên doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ hàng Việt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng nền sản xuất nội địa. Bên cạnh đó, tiếp tục có cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từ những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc cũng như đã trực tiếp đến một số doanh nghiệp và chợ ở Lâm Đồng để giám sát, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng cũng như Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh triển khai thực hiện. Qua đó, ông cũng ghi nhận một số vấn đề cần được giải quyết để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong thời gian tới như nên chỉ đạo việc khảo sát theo nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng mạng lưới phân phối hàng Việt bền vững tại các địa phương, tiếp tục có chính sách và cơ chế phù hợp đối với doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu Việt. Chiều nay tại thành phố Đà Lạt, cụm thi đua các cơ quan tư pháp khu vực miền Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, đại diện ngành tư pháp 24 tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ đã tham dự. Theo báo cáo, trong năm 2018, công tác thi đua được ngành tư pháp các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ triển khai cơ bản đúng trọng tâm, nhiều nội dung phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với các nội dung kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục thi đua khu vực miền Đông Nam Bộ và các địa phương, đặc biệt là bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Từ đó đã đem lại hiệu quả thiết thực trong các phong trào thi đua, góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, các sở tư pháp các tỉnh
đã thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành. Đối với các cơ quan thi hành án đã đẩy mạnh việc thi hành án dân sự. Trong tổng số 234.000 vụ việc thụ lý có điều kiện giải quyết trong năm 2018, toàn cụm thi đua đã tổ chức thi hành xong 181.000 việc, đạt trên 77%. Riêng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ 93,6%. Ngoài ra, một số phong trào thi đua, ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Cán bộ tư pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp hội nhập và phát triển được thực hiện đi vào nề nếp, mang lại những hiệu quả tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các hoạt động của ngành. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua đã thông qua một số nội dung kết quả kiểm tra, chấm điểm xếp hạng bình xét các phong trào thi đua, nêu lên những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua năm 2018 và tiến hành lấy ý kiến chia lại các cụm thi đua cho phù hợp. Đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, khu vực miền Đông Nam Bộ có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Do đó, việc tổ chức tốt các phong trào thi đua sẽ góp phần tạo động lực cho ngành tư pháp các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cụm thi đua ngành tư pháp các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cơ quan đơn vị thuộc cụm thi đua tiếp tục bám sát các chương trình kế hoạch của Bộ Tư pháp cụm thi đua, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, văn bản pháp luật của nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua theo chuyên đề kế hoạch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, bình xét, đề nghị khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhằm tạo động lực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các phong trào thi đua trong toàn khối. Kỷ niệm 29 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam với những dấu ấn của người lính vượt khó cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là kỷ niệm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trải qua 29 năm thành lập, với khí chất của người lính Cụ Hồ năm xưa, trở về với cuộc sống đời thường, những người cựu chiến binh ấy vẫn luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng, xây dựng công tác xã hội, tạo nên phong trào lớn mạnh tại địa phương, tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị xã hội uy tín. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, mặt trận tổ quốc và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, những cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Rời quân ngũ trở về đời thường với bao khó khăn, nhưng cựu chiến binh Âu Xuân Hồng ở xã Phú Hội huyện Đức Trọng đã tự vươn lên làm giàu bằng mô hình phát triển kinh tế, nông lâm kết hợp. Ông thực sự là tấm gương sáng trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng. Hơn 14 hecta rừng thông ba lá 14 năm tuổi đang vươn mình sức sống mới. Màu xanh hôm nay được chính cựu chiến binh Âu Xuân Hồng bỏ biết bao nhiêu công sức chăm bón để khỏa lấp vùng đất trống ngày nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của quân đội được giao cho, tôi đi học các mô hình làm kinh tế trên tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Sau đó tôi về định hướng cho tôi là nghề phát triển, nghề chăn nuôi kết hợp với trồng và bảo vệ rừng ở tại khu vực trang trại của gia đình. Với quy mô trang trại 30 hecta, ngoài diện tích trồng rừng, trồng cỏ chăn nuôi, số còn lại, cựu chiến binh Hồng đầu tư nuôi 120 con bò, 4 trại heo với 3.000 con, 32.000 con gà, đồng thời trồng cây ăn trái xen canh. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho mô hình này là hơn 10 tỷ đồng. Đồng chí Hồng là một sĩ quan quân đội trở về. Hiện nay, ở tại thôn Cà Nai của Phú Hội, thì đồng chí mở một cái trang trại để nuôi chăn nuôi tổng hợp gồm có heo và gà. Thế là một trong cái tấm gương, cái chiến binh gương mẫu làm giàu và cho bản thân và làm nhiều sản phẩm cho xã hội, cũng như cung cấp, cũng như là giúp cho các cái một số hộ gia đình là có công ăn việc làm, có thu nhập tốt, nằm trong một trong những cái nội dung
tức là xóa đói giảm nghèo mà đối với tổ chức hội cựu chiến binh của chúng tôi hết sức quan tâm. Định hướng trong phát triển của trang trại, tôi kết hợp chăn nuôi và trồng rừng và làm thêm một trại lan được nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là một những giống lan hoang dã rất là thích nghi cho mọi điều kiện của từng gia đình, và hiện nay trại lan tôi đang phát triển tốt. Bên cạnh đó, tôi tận dụng những khu vực đất và chất thải của trồng trọt ra, của chăn nuôi ra, tôi trồng 5 hectare cỏ để chăn nuôi. Mục đích của tôi là chăn nuôi sạch và bảo đảm được vệ sinh môi trường. Cựu chiến binh Hồng cho biết, nhờ làm tốt phương thức đầu tư, hàng năm trừ chi phí trang trại còn có lãi gần 1 tỷ đồng một năm. Bên cạnh đó, ông còn tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên người địa phương với thu nhập 7 triệu đồng một người một tháng. Cùng với xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền cựu chiến binh tích cực tham gia phát triển kinh tế là phong trào được hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Không chỉ biết làm giàu, nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, còn giúp đỡ đồng đội, đồng chí và có nhiều đóng góp cho xã hội. Cựu chiến binh Âu Xuân Hồng chính là điển hình như vậy. Thường trực hội cựu chiến binh tỉnh thì tiếp tục là coi như tổ chức và xây dựng, phát triển cái câu lạc bộ hội doanh nhân cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh. Tương lai đến năm phấn đấu đến năm 2020 nữa thì sẽ thành lập lên hội doanh nhân cựu chiến binh của tỉnh. Với những thành tích của mình, nhiều năm liền, cựu chiến binh Âu Xuân Hồng được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng. Ông xứng đáng là nhân tố mới trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, là điển hình cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi, làm lan tỏa tinh thần, phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Trong thời gian qua, nhiều hộ nông dân, trong đó có các cựu chiến binh ở Lâm Đồng nói chung và nhiều địa phương trong tỉnh đã cùng nhau tập hợp lại, tạo các mối liên kết để phát triển kinh tế bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này. Tròn 30 năm kể từ khi rời quân ngũ vào thôn 4 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm lập nghiệp, cựu chiến binh Lê Xuân Sao đã tạm hài lòng với công sức mình bỏ ra trên diện tích 2 hecta đất canh tác để trồng cà phê xen với giống bơ mới như Game, Boss, 034, v.v. Hàng năm sản lượng trung bình đạt trên 5 tấn bơ trên 1 hecta và 10 tấn cà phê trên 1 hecta. Trừ các khoản chi phí, trung bình 1 năm thu nhập đem về cho gia đình cựu chiến binh Xuân Sao trên 800 triệu đồng. Thế nhưng câu chuyện được mùa mất giá vẫn là bài toán cứ quanh quẩn những hộ làm nông. Đây cũng là trăn trở của bản thân ông Sao trong thời gian tới. Với kinh nghiệm là gần 10 năm trồng bơ thì tôi thấy có một cái điều là đầu tiên là phải chọn cái giống. Thứ hai là canh tác theo hướng bền vững và hữu cơ. Bước đầu đã có những sản phẩm thì mới lo đến cái đầu ra. Thì một cái xu hướng là cố gắng khi đã trồng cái cây gì thì phải tính cái đầu ra và cố gắng là theo cái tinh thần chung, và đó là cái nghị quyết của hội cựu chiến binh huyện Bảo Lâm cũng như là hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng. Định hướng là chúng ta phải liên kết lại, nhà nông phải liên kết lại dưới một cái ngôi nhà chung là hợp tác xã. Còn đây là diện tích 1,5 hecta trồng 1.500 gốc cà phê và 400 cây bơ giống mới của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hải ở thôn 6 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Vào thời điểm cao nhất, gia đình ông thu hoạch trên 6 tấn bơ và 4 tấn cà phê. Sau 27 năm vào vùng đất này lập nghiệp, giờ đây ông Hải yên tâm bám trụ trên vùng đất này. Thế nhưng cũng cùng suy nghĩ như cựu chiến binh Lê Xuân Sao, cựu chiến binh Ngọc Hải và nhiều hộ nông dân quanh vùng cũng rất trăn trở khi mà sản lượng và chất lượng các mặt hàng nông sản đạt tiêu chuẩn nhưng đầu ra vẫn còn bấp bênh. Thương lái ép giá khiến cho sản phẩm người nông dân chịu nhiều thiệt thòi. Từ thực tiễn trên, nên cựu chiến binh Sao và Hải tiên phong cùng nhau bàn giải pháp tối ưu, đó chính là thành lập hợp tác xã về bơ nhằm tạo mối liên kết sản xuất bền vững. Hỗ trợ thành viên là những hội viên cựu chiến binh cùng phát triển trong sản xuất, tạo sản phẩm bơ có chất lượng cao trên cơ sở quản lý giám sát từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm gắn với chuỗi giá trị. Mong muốn là anh em hội cựu chiến binh bọn tôi cũng đang tiến hành làm cái thủ tục để thành lập hợp tác xã. Lập hợp tác xã thì nó có nhiều cái lợi thế theo như cái cơ chế chính sách của nhà nước bây giờ. Vừa là học hỏi nhau về kinh nghiệm làm ăn, vừa là tiêu thụ sản phẩm nó ổn định.
Và cái trên hết nữa là chăm sóc cái cây ăn trái của mình theo cái quy trình Việt Gáp. Bọn tôi đã xác định khi bước vào rồi thì cũng rất là nhiều cái khó khăn, nhưng khó khăn sẽ dần dần sẽ khắc phục được. Hợp tác xã bơ của cựu chiến binh xã Lộc An đi vào hoạt động, ban đầu sẽ có khoảng 15 thành viên tham gia trên diện tích hơn 30 hectare. Sản lượng bơ hàng năm khoảng 50 tấn một hectare. Với mục tiêu tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, từ đó tạo sự an tâm cho xã viên cùng nhau phát triển kinh tế. Đây cũng là hướng đi đúng đắn của Hội Cựu Chiến binh huyện Bảo Lâm khuyến khích các hội viên thực hiện theo mục tiêu của đề án 02 của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lâm Đồng trong việc tham gia sản xuất làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững, giai đoạn 2018-2020. Mình làm kinh tế tập thể của cựu chiến binh chúng tôi là nói riêng, và với để mà thể hiện cái nòng cốt của anh em là cựu chiến binh thì chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện để cho các hộ dân không phải là hội viên cựu chiến binh cùng là tham gia với anh em, bởi vì anh em cựu chiến binh là được cái sự tin tưởng, sự tin cậy, làm nòng cốt để cho các hộ là cùng là tập trung vào để là xây dựng cái hợp tác xã theo một cái mô hình kinh tế tập thể, và tất cả các hàng hóa sản xuất theo cái chuỗi giá trị, thì đó là cái quan điểm và cái sự quan tâm và cái sự động viên của lãnh đạo hội chiến binh tỉnh nói chung và cho đến các cấp hội. Nhìn những vườn cà phê sen bơ sai triệu quả sẽ là động lực để những thành viên cựu chiến binh yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, cùng nhau nâng cao mức sống hộ gia đình. Quan trọng hơn, một khi các cựu chiến binh cùng nhau bắt tay làm ăn tập thể với mô hình hợp tác xã bơ Lộc An, đó chính là chìa khóa để các hộ nông dân cựu chiến binh phát triển kinh tế một cách bền vững. Thông tin trên lĩnh vực kinh tế, nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản địa phương, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020, trên 90% nông sản được sơ chế, chế biến, trong đó chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt từ 50% trở lên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.650 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản thực phẩm, trong đó 910 cơ sở sơ chế, chế biến rau, 149 cơ sở chế biến chè, 326 cơ sở sơ chế, chế biến cà phê, 4 cơ sở chế biến điều, 5 cơ sở chế biến quả, 37 cơ sở chế biến artiso, 222 cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã hình thành và đi vào hoạt động ổn định mô hình trung tâm sau thu hoạch làm dịch vụ sơ chế nông sản cho người dân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nông sản Phong Thúy. Hiện nay đang triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình trên vào sản xuất. Nhờ vậy, tỷ lệ sản phẩm nông sản qua sơ chế chế biến của tỉnh Lâm Đồng đạt trên 75%. Trong đó chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt trên 20% và Lâm Đồng đặt chỉ tiêu đến năm 2020 đạt trên 90%. Trong đó chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt từ 50% nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, việc chủ động sản xuất giống tại địa phương đã giúp các cơ sở, cá nhân sản xuất nông nghiệp từ chủ động trong việc xuống giống mùa vụ, ít phụ thuộc vào các giống nhập khẩu. Lâm Đồng hiện có 244 cơ sở sản xuất kinh doanh giống các loại rau với hơn 3,1 tỷ cây giống được sản xuất theo cách gieo ươm, gần 880 triệu cây từ để làm giống và 288 triệu cây hạt giống được nhập khẩu. Việc sản xuất giống rau ngay tại địa phương ngày càng tăng mạnh. Điều này giúp các cơ sở cá nhân sản xuất nông nghiệp tự chủ động trong việc xuống giống, mùa vụ ít phụ thuộc vào các giống nhập khẩu. Ngoài thành phố Đà Lạt thì các huyện lân cận như Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương là những vùng có diện tích ươm giống và gieo trồng chiếm tỷ lệ cao. Theo thống kê, trong năm vừa qua, diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh đạt 65.237 ha, sản lượng đạt trên 2,3 triệu tấn, trong đó có khoảng 10% sản lượng xuất khẩu. Số còn lại chủ yếu tiêu thụ tại thị trường nội địa, lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Mỗi năm, các cơ sở ươm sản xuất cây giống trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được 4,4 tỷ cây giống rau. Vào thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương ươm cây và xuống giống các loại rau để chuẩn bị kịp cho mùa Tết Kỷ Hợi 2019.
toàn tỉnh có 14 công ty nhập khẩu với số lượng trên 65 triệu củ, cây, ngọn, hạt, cành hoa của 44 chủng loại hoa từ Hà Lan và các nước châu Âu về gieo trồng trên diện tích 740 ha, tập trung ở các địa bàn thành phố Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh có 14 công ty nhập khẩu với số lượng trên 65 triệu củ, cây, ngọn, hạt, cành hoa của 44 chủng loại hoa từ Hà Lan và các nước châu Âu về gieo trồng trên diện tích 740 ha, tập trung ở các địa bàn thành phố Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương. Nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều công ty đơn vị trên địa bàn đã nhập khẩu các giống hoa của nước ngoài để cung cấp cho người dân gieo trồng. Các loại hoa được nhập khẩu là chủng loại hoa cao cấp, có giá trị kinh tế cao như hoa tulip, lily, cát tường, cẩm chướng, lan hồ điệp. Hầu hết những giống hoa này đã được các đơn vị nhập khẩu từ rất sớm, trước Tết từ 4 đến 5 tháng, để phục vụ cho nhu cầu gieo trồng sản xuất hoa Tết Nguyên đán tại địa phương. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân. Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm 2018, huyện Đà Tẻ đã hoàn thành 5 trên 6 công trình với chiều dài trên 2,3 km, tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 2.300 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.700 triệu đồng. Cùng với đóng góp kinh phí, nhân dân ở các xã trên địa bàn huyện đã hiến hàng ngàn mét đất, cây trồng và vật kiến trúc để xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Thông qua chương trình này đã góp phần thực hiện tốt công tác kiên cố hóa giao thông nông thôn, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Được biết, năm 2018, huyện Đà Tẻ cũng được phân bổ trên 178 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng 55 công trình xây dựng cơ bản tại địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, thực hiện việc đầu tư nâng cấp chỉnh trang đô thị kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Cùng với nhiều hạng mục khác, hiện nay thành phố Đà Lạt đang triển khai việc nâng cấp gần 20 tuyến đường trên địa bàn với chiều dài gần 14 km, tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Được thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn vốn đầu tư công trung hạn của thành phố. Theo kế hoạch, đến ngày 10 tháng 12 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 tuyến đường gồm Lê Hồng Phong, Trần Quốc Toản, Phan Chu Trinh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Phan Như Thạch. Riêng các tuyến còn lại đã hoàn thành từ 50 tới 80% hạng mục công trình và đang được chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn, cũng như góp phần chỉnh trang đô thị thành phố nhằm thiết thực kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Chiều 5 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra mắt mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới tại phường 6 thành phố Đà Lạt. Đối tượng của địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng là nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, con của nạn nhân, người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Đây là mô hình nhằm giúp giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới ngay từ cộng đồng thông qua việc cung cấp các dịch vụ cho nạn nhân, gồm nơi tạm lánh, chăm sóc y tế, tư vấn, tham vấn tâm lý cho nạn nhân, tư vấn pháp luật cơ bản và hỗ trợ di chuyển nếu cần thiết. Trụ sở của mô hình này được đặt tại trạm y tế phường 6 thành phố Đà Lạt và đảm bảo đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận và hỗ trợ các nạn nhân. Đây là mô hình điểm của tỉnh Lâm Đồng nhằm thu hút sự tham gia và nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong việc ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo hỗ trợ nạn nhân nhanh chóng và xây dựng có hiệu quả đội ngũ cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới tại cơ sở. Nằm trong dự án nâng cao năng lực tổ chức cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chiều ngày 5 tháng 12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho trên 30 cán bộ chữ thập đỏ các cấp đang công tác trên địa bàn tỉnh. Các cán bộ chữ thập đỏ sẽ được tìm hiểu về các nội dung chính gồm định hướng công tác hội năm 2019, kỹ năng vận động nguồn lực, quản lý nguồn lực, điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, công tác kiểm tra, các biểu mẫu quản lý hội viên và công tác thi đua khen thưởng. Qua lớp tập huấn nhằm chuẩn hóa nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở và tạo điều kiện cho học viên nâng cao kiến thức về công tác hội và kỹ năng tuyên truyền vận động phong trào chữ thập đỏ, đồng thời từng bước xây dựng
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ và có đủ năng lực tổ chức hoạt động hội chữ thập đỏ ở địa phương. Ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Đà Lạt đã thành lập đoàn liên ngành tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 7 nhà ở, không xác định được đối tượng vi phạm hành chính, không có giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại tổ dân phố 10 đường Ngô Thị Sĩ. Các công trình vi phạm trên là nhà ở có kết cấu khung cột sắt, vách tôn, đà sắt, mái lợp tôn và có kết cấu cột gỗ, đà gỗ, vách tôn, mái lợp tôn. Trong đó, nhà có diện tích nhỏ nhất là 25m2 và nhà có diện tích lớn nhất là 50m2. Công tác tháo dỡ được tiến hành bằng việc sử dụng sức người kết hợp một số công cụ hỗ trợ để tháo dỡ toàn bộ phạm vi công trình xây dựng vi phạm. Công tác tháo dỡ được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động, sức khỏe, tính mạng cho lực lượng tham gia cưỡng chế, giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực tổ chức tháo dỡ. Qua đó góp phần chấn chỉnh các hoạt động xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật trên địa bàn Đà Lạt. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Xuất khẩu nông sản hướng đến an toàn bền vững. Thỏa thuận Brexit sơ bộ tiếp tục đối mặt thách thức. Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang đứng thứ 15 trên thế giới với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Các sản phẩm nông sản đã có mặt tại 180 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khó tính. Tuy nhiên, hiện vốn vào nông nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Để tăng trưởng xuất khẩu nông sản bền vững, ngoài gia tăng về giá trị, thì nguồn vốn đầu tư chính là yếu tố sống còn. Vốn mỏng cùng với những hạn chế trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật đang khiến ngành nông nghiệp đứng trước nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 1% trong cả nền kinh tế, lại chủ yếu là quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Công nghệ lạc hậu khiến 90% hàng nông sản Việt phải xuất thô, tỷ lệ thải loại rất cao đã kéo giảm năng suất lao động. Cái xuất khẩu nông sản Việt Nam cần tập trung vào các cái khâu chế biến cũng như là tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm hơn là chúng ta bây giờ chủ yếu là xuất khẩu các cái sản phẩm thô và hầu như là không có cái nhãn mác thương hiệu cụ thể đối với từng sản phẩm hay là các sản phẩm đặc thù của từng doanh nghiệp. Thì cái này chúng ta trong tương lai thì chúng ta cũng phải có sự thay đổi. Theo các chuyên gia, để xuất khẩu nông sản an toàn và bền vững, ngành nông nghiệp cần xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn đáp ứng được các quy định từ các thị trường nhập khẩu. Điều này đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp thiết đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp khi tham gia sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản. Chúng ta phải giúp các nông hộ có thể sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật, đúng với những chuẩn chung trên toàn cầu hiện nay đang áp dụng. Chỉ khi chúng ta có hành lang pháp lý về quy chuẩn sản xuất, đồng bộ với các tiêu chuẩn chung như vậy, thì việc mở rộng thị trường và tăng cường năng lực xuất khẩu sẽ không chỉ là 180 quốc gia như hiện nay. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp vẫn là yếu tố sống còn để nông nghiệp có thể phát triển bền vững, từ đó tạo ra những sản phẩm nông sản xuất khẩu mang lại giá trị gia tăng cao. Thực sự mà nói, muốn để cho nông nghiệp cất cánh được, nông dân tích lũy được, thì vốn cải thiện cái đầu tư và đặc biệt là tăng đầu tư công cho nông nghiệp vẫn là một cái nhu cầu thiết yếu. Nhà nước là phải xác nhận, xác lập một cái tư duy về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ nông dân thực sự, chứ không phải là khoán trắng hoặc là hời hợt ở bên ngoài. Trong đó có hai cái vai trò rất quan trọng, đó là vai trò của nhà nước liên quan đến vấn đề tổ chức thị trường, bao gồm kể cả thị trường đối ngoại và thị trường trong nước, cũng như là thực hiện các cái hoạt động quản lý để mà bảo vệ thị trường. Thứ hai là thực hiện những hoạt động hỗ trợ yếu tố đầu vào, cả về công nghệ, giống, phân bón cũng như là về tín dụng. Thì rằng riêng về tín dụng nữa thì phải mạnh tăng thêm cái lượng vốn cho các cái thể chế mà chuyên dành cho ngân hàng cho nông nghiệp. Tăng trưởng xuất khẩu nông sản Việt Nam hướng tới không chỉ về số lượng mà cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng. Đơn cử như mặt hàng gạo, những năm trước đây giá bán gạo thấp vẫn khó cạnh tranh, nhưng hiện nay giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhờ quy trình thực hiện sản xuất gạo an toàn, gạo có chất lượng cao. Mặt hàng gạo chính là hướng đi cho các loại nông sản khác của Việt Nam trên hành trình chinh phục thị trường gần 100 triệu dân và vị trí cao hơn con số 15 xếp hạng trên toàn thế giới. Cùng với việc đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động, ngành hàng không phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt lưu ý giảm thiểu các chuyến bay chậm, hủy chuyến, không để lặp lại tình trạng này như những năm trước. Đây là yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đối với ngành hàng không dịp Tết Nguyên đán 2019.
Dự kiến dịp Tết này sẽ tăng 5.800 chuyến bay, tổng số ghế cung ứng sẽ tăng thêm 1,2 triệu ghế. 30% các chuyến bay tăng sẽ tập trung trên trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và 70% các chuyến tăng ở các tuyến khác về các sân bay địa phương. Trong dịp cao điểm này, để hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến, các hãng hàng không đã lên phương án phục vụ. Tần suất cuối năm nay khi các bãi đỗ vào hoàn thành thì cái việc mà ách tắc sân đỗ rồi tất cả các thứ đỗ qua đêm thì cũng đã được giải quyết. Còn hãng hàng không Vietjet cho rằng nếu một số sân bay vẫn đóng cửa sớm như hiện nay thì chắc chắn vẫn ảnh hưởng đến việc điều tiết lưu thông. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Tết năm nay tuyệt đối không được để lặp lại tình trạng chậm, hủy chuyến như những năm trước, đặc biệt lưu ý việc điều tiết chuyến bay linh hoạt, không theo kiểu xin cho. Không phải hãng đăng ký giờ nào là chúng ta cho bay giờ đó, mà chúng ta phải có điều hành của nhà nước. Tất cả đều dồn vào một giờ thì hàng không nào mà chịu nổi. Bây giờ những cái giờ thấp điểm chúng ta tăng chuyến lên, những giờ cao điểm chúng ta giảm bớt xuống. Bộ trưởng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cần nghiên cứu chế tài thu hồi slot đối với hãng chậm hủy nhiều chuyến và có chế tài rõ ràng đối với những trường hợp dồn chuyến, chậm hủy chuyến. Dự án cải tạo nâng cao chất lượng giống bò hiện đã và đang góp phần lai tạo giống bò mới, nâng cao tầm vóc và chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo Chi cục Thú y tỉnh Đắk Nông, đến thời điểm này, tổng đàn bê lai sinh sản thuộc dự án cải tiến nâng cao chất lượng giống bò thịt trên địa bàn tỉnh đã đạt gần 24.000 con, tăng hơn 18.000 con so với năm 2015. Trong đó, bê lai F1 được 17.065 con, bê lai F2 là 1.430 con. Việc triển khai dự án cải tạo nâng cao chất lượng giống bò trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp tăng về số lượng mà chất lượng cũng chuyển biến tích cực, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi và nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Bộ Nội vụ vừa có văn bản số 5954 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết số 18 Trung ương. Theo đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ ngày 3 tháng 12 năm 2018, trong khi Chính phủ chưa ban hành hai nghị định này, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Thỏa thuận sơ bộ đưa Anh rời Liên minh châu Âu EU tiếp tục vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính các đồng minh của Thủ tướng Theresa May, cũng như từ phe đối lập sau khi các nội dung tư vấn pháp lý về thỏa thuận này được công bố. Tranh cãi lớn nhất trong chính giới Anh là các bên đang thiếu một thời gian cụ thể để duy trì đường biên giới mở giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland. Và điều này có khả năng đẩy Anh mắc kẹt trong các cuộc đàm phán kéo dài và lặp đi lặp lại để duy trì thỏa thuận. Nhiều nghị sĩ lo ngại điều khoản giao chắn sẽ ràng buộc Anh mãi mãi trong các quy định thị trường EU và đưa đất nước vào một kịch bản Brexit nửa vời, thì Đảng Hợp nhất Dân chủ DUP tại Bắc Ireland lo ngại điều khoản sẽ khiến vùng Bắc Ireland tách ra khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và kêu gọi bà May tìm phương án thứ ba. Sau hơn một năm đàm phán, thỏa thuận sơ bộ nay đã đang chật vật tìm kiếm sự ủng hộ trong nước để vượt qua các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Anh vào ngày 11 tháng 12 tới. Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra nếu thỏa thuận bị Quốc hội bác bỏ, trong khi chỉ còn hơn 3 tháng nữa là Anh chính thức rời EU. Với những quy định mới mà chính quyền Tổng thống Trump đưa ra, số lượng đơn xin tị nạn bị từ chối tại Mỹ đã tăng cao kỷ lục năm 2018. Theo báo cáo của Đại học Syracuse, Mỹ, công bố trên đài CBS, các thẩm phán về di trú đã từ chối hơn 65% đơn xin tị nạn vào Mỹ trong năm 2018. Cụ thể, trong tài khóa kết thúc ngày 30 tháng 9 vừa qua, tổng cộng hơn 42.000 trường hợp bị từ chối cấp quy chế tị nạn, cao hơn 89% so với năm 2016. Tính đến ngày 30 tháng 9, vẫn còn hơn 1 triệu trường hợp dân di trú còn tồn đọng, trong đó bao gồm các trường hợp nộp đơn xin tị nạn. Các chuyên gia phân tích tại Viện Chính sách Di dân của Mỹ cho biết gần 80% quyết định từ chối tị nạn dành cho các đối tượng đến từ El Salvador, Honduras, Guatemala và Mexico. Chính phủ Cuba thông báo, bắt đầu từ ngày 6 tháng 12, người dân nước này sẽ có thể truy cập Internet 3G trên điện thoại di động. Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông tại quốc gia này.
Theo thông báo, các gói đăng ký sử dụng 3G trong 30 ngày sẽ có giá 7 đô la Mỹ cho dung lượng 600 MB hoặc 30 đô la Mỹ cho 4 GB dữ liệu. Nếu không đăng ký sử dụng các gói này, khách hàng sẽ phải trả 10 đô la Mỹ cho 100 MB dữ liệu. Cuba hiện có 1.651 điểm truy cập Internet công cộng và 673 khu vực phát Wi-Fi tại các công viên, quảng trường và nhiều địa điểm khác. Trong khi đó, có rất nhiều người sử dụng mong muốn có thể truy cập Internet tại nhà. Trong 2 năm qua, mạng Internet đã được mở rộng phạm vi hoạt động tới 38,77% dân số Cuba, tương đương hơn 4 triệu người. Tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, mới đây đã xảy ra một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp. Một lượng lớn cát bụi được gió đưa lên các đám mây và rơi xuống cùng với tuyết đã tạo ra một lớp tuyết vàng dày 10-20cm, phủ kín các con phố. Người dân và du khách thành phố Urumqi, Ô Lỗ Mộc Tề thuộc khu tự trị Tân Cương, vùng Tây Bắc Trung Quốc đã bất ngờ khi thấy tuyết vàng phủ khắp thành phố. Hiện tượng này còn thấy ở các thành phố như Thạch Hà Tử và Sương Cát. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng hiếm gặp này xảy ra khi gió mạnh mang theo khối lượng lớn cát bụi từ mặt đất đưa lên các đám mây. Đám bụi kết hợp cùng với tuyết rơi xuống đất tạo nên hiện tượng tuyết vàng hiếm thấy. Những bữa sáng ấm áp tình người là nội dung sẽ có trong phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của những người nghèo vốn đã khó khăn lại càng vất vả hơn khi mắc bệnh, phải nằm bệnh viện điều trị. Mang niềm thương cảm trước nhiều hoàn cảnh, bệnh nhân nghèo vừa phải lo tiền thuốc men, vừa lo ăn từng bữa từ tháng 10 vừa qua. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã vận động nhà hảo tâm chung tay xây dựng chương trình bữa sáng nghĩa tình với mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng về vật chất cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mới hơn 6 giờ sáng một ngày Chủ nhật, đoàn từ thiện do đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các nhà hảo tâm đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đó để phân phát đồ ăn sáng cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Hàng dài người xếp hàng, dù dưới thời tiết giá rét của Đà Lạt những ngày đầu đông, nhưng dường như chẳng ai thấy lạnh. Nụ cười luôn hiện trên đôi môi của các thành viên đoàn từ thiện. Nằm ở đây là được hơn tháng rồi, mình cảm thấy với tình cảm của cộng đồng rất là vui và ấm áp. Chương trình bữa sáng nghĩa tình được đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phát động từ tháng 10 năm 2018, được tổ chức vào sáng thứ ba và chủ nhật hàng tuần. Mỗi đợt đều phát từ 200 đến 400 suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Giá trị mỗi bữa ăn tuy không nhiều nhưng đều được luân phiên thay đổi với đa dạng các món như bánh giò, sữa đậu nành, bánh mì, cháo, vân vân. Muốn chia sẻ những khó khăn đối với những người bệnh đang điều trị tại đây, đoàn viên thanh niên muốn thể hiện một ít tình cảm của mình đối với người bệnh, hy vọng rằng họ sẽ mau chóng khỏi bệnh để trở về với gia đình, với người thân. Bên cạnh việc phát suất ăn sáng, các thành viên của đoàn còn vận động quần áo cũ cho bệnh nhân và người nhà được tự lựa chọn, với mong muốn mang đến cho họ một mùa đông ấm áp, đủ đầy hơn. Nhận lại nụ cười của họ thì cảm thấy là trong lòng của mình cảm thấy rất là vui. Mình rất là muốn những cộng đồng, những mạnh thường quân họ chung tay những với mình dù có ít lòng nhiều để cho những bệnh nhân ở đây. Chưa đầy 30 phút, vài trăm suất ăn sáng đã được đoàn từ thiện của đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phát hết. Những bộ quần áo cũng đã được mọi người chọn lựa xong. Những màu áo xanh thanh niên ấy đã góp phần giúp những người đang phải đối diện với bệnh tật cảm thấy ấm áp và có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, đấu tranh với bệnh tật. Và còn rất nhiều những bữa sáng, những nồi cháo của những con người Đà Lạt với trái tim nhiệt huyết, tấm lòng muốn sẻ chia vẫn đang hàng ngày âm thầm, lặng lẽ mang đến cho người bệnh, người nghèo những bữa ăn ấm áp tình người như thế. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.